Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 150.000 đô nha các bạn. Top cần Avat. Thì để tham gia sự kiện hôm nay các bạn viết phần link mô tả dưới video mở link phong nha các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn xôn xào kênh group nè. Rồi các bạn xôn xào mình đã xôn rồi nha các bạn. Rồi bạn bắt up rồi nè. Các bạn xôn tiếp kênh Zalo nha các bạn. Rồi các bạn follow tại Twitter và copy hashtag này nè các bạn. Từ chữ thăng này đến chữ nợ T các bạn. Và tan ba người bạn vào. Trên tại Twitter thì các bạn theo dõi nè. Online nè, trên Twitter nè. Bạn dán hashtag nó vào nè các bạn. Và tan ba người bạn mình vào rồi tweet lên nè các bạn. Sau khi tweet lại xong các bạn bắt up lên nè các bạn. Đây. Thì tweet. Rồi xuống đây, thông tin xuống đây thì bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn vào các bạn. Tiếp tục bằng điện là username Telegram tất cả đang bằng đây cho anh chào ai góp nữa bạn. Tiếp tục bằng điện là username Twitter các bạn đã follow dán nha bạn. Còn WinVN9. Tiếp tục các bạn gửi là một cái link retweet nha các bạn. Thì các bạn mở Twitter mình ra nha các bạn. Rồi các bạn nhấp bao gạch, nhấp cho một hồ sơ nè. Rồi các bạn chia sẻ cái bài Twitter này nè các bạn. Mình thấy dự án này khá là ngon đó các bạn. Các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi bạn bắt up lên nữa. Rồi bạn dán vào đây nè. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ VPNB Smart Chain Bet20. Các bạn dùng địa chỉ danh ví Chocolate, Maser Wallet, MetaMask đây các bạn. Hoặc là StuffyBank. Các bạn copy địa chỉ VPNB Smart Chain nè. Rồi bạn bắt up lên. Rồi bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn chỉ bấm gỡ. Các bạn kiểm tra thông tin là cho có chính xác nữa đó các bạn. Rồi bấm gỡ. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 150.000 đô. Cần Avat đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.